Thưa quý vị, sau các địa phương được Bộ Y tế cho thí điểm tiêm chủng trước, hiện nay Đà Nẵng cũng đã được phân bổ vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Các bước chuẩn bị đã được ngành y tế, giáo dục phối hợp với các địa phương hoàn tất, sẵn sàng tiêm chủng cho trẻ từ ngày 22 tháng 4 tới, ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố, đến nay, ngành y tế đã phối hợp với ngành giáo dục và các quận huyện hoàn tất việc rà soát danh sách tất cả các trẻ trên địa bàn từ 5 đến dưới 12 tuổi để tiêm chủng. Kết quả cho thấy toàn thành phố có 133.000 trẻ trong độ tuổi này, trong đó có khoảng 30.000 trẻ đã mắc COVID-19. Qua khảo sát ý kiến của phụ huynh, thì Đà Nẵng hiện có khoảng 70.000 trẻ sẵn sàng tiêm chủng đợt này. Sau khi rà soát danh sách thì chúng tôi có hiện nay là tổng số là 18.930 em trong cái diện tiêm đợt này. Về điểm tiêm thì chúng tôi sử dụng hai cái điểm tiêm tại 21 Hồ Tương này, điểm tiêm tại Trung tâm Văn hóa Thể thao quận và một điểm tiêm tại 156 Hòa Tập, đó là nhà thi đấu trường trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng. Để đảm bảo công tác tiêm chủng cho trẻ thì ngành y tế tổ chức tiêm các điểm tiêm tập trung, bố trí tiêm theo trường, theo địa bàn, ưu tiên lứa tuổi lớn cho đến lứa tuổi nhỏ. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, vaccine phòng COVID-19 tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, bao gồm hai loại, đó là Pfizer liều 0,2ml tương đương 1/3 liều người lớn và Moderna liều 0,25ml tương đương 1/2 liều người lớn. Theo phân bổ của Bộ Y tế, thì hiện Đà Nẵng đã tiếp nhận 10.300 liều vaccine Moderna. Bắt đầu từ ngày 22 tháng 4 tới, Đà Nẵng sẽ tổ chức tiêm cho trẻ tại hai điểm tiêm là Cung Thể thao Tuyên Sơn và Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Sau đó tiếp tục tổ chức tiêm tại nhiều điểm khác ở các quận huyện từ ngày 23 đến ngày 26 và tiêm vét ngày 27 tháng 4. Thì ngành y tế cũng đảm bảo đầy đủ các cơ sở vật chất về con người cũng như các bàn sàng lọc tiêm chủng, cũng như công tác xử lý, bố trí một cái đội theo dõi, xử lý sau tiêm chủng, bố trí xe cấp cứu với trang thiết bị đầy đủ về con người, về thuốc, về trang thiết bị hiện đại và đặc biệt là các bác sĩ đã có kinh nghiệm trong vấn đề xử lý sau tiêm chủng. Sau đợt 1 này thì Đà Nẵng sẽ tiếp tục tổ chức tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã mắc COVID-19, có chỉ định trì hoãn tiêm chủng sau khi có hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế về thời điểm triển khai tiêm chủng cho trẻ mắc COVID-19. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, thì việc sớm triển khai tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi sẽ rất quan trọng để hoàn tất mảnh ghép cuối cùng đảm bảo thích ứng an toàn với dịch bệnh hiện nay.